Hello, mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay thì mình có chiếc xe lách xịt của chú gần nhà đó các bạn. Thì chú đang kêu bán nha. Rồi sẵn hôm nay mình lên đây mình review cho các bạn xem lách xịt đời 2008 nha. Coi xe này bán bao nhiêu các bạn. Thì chiếc xe này có màu trắng nha. Đó, các bạn thấy không? Đi xe một vòng xe nè. Đó, chiếc lách xịt này có 130 triệu à. 130 triệu nha. Còn quá đẹp các bạn. Mâm thì xi inox rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Mâm đầu xi inox rồi hết rồi nè. Đó, xe này thì nước sơn còn quá đẹp luôn nha. Đó, xe này thì theo năm 2008 thì chiếc xe này full option các bạn, là đầy đủ đồ chơi nha, có cửa sổ trời đầy đủ các bạn. Đó, thì chiếc xe này chạy cũng được 145.000 mai nha các bạn, thì cũng khoảng gần 200.000 cây số á. Đó, thì mình đi xe một vòng cho các bạn xem nha. Chiếc lách xịt này ES 350 các bạn. Đó, đây. Đó. Đó, thì mình đang review thì có người hỏi xe hỏi mua các bạn. Đó, có người đang hỏi mua nè. Đó các bạn. Mình đang review thì có người hỏi mua đó. Hỏi bao nhiêu mai rồi? 140 mấy ngàn mai á, 145 ngàn mai á. 145. Đó. Đó thì cũng có người lại coi xe đó các bạn. Đó, sẵn đây mình review các bạn xem luôn nha. Đó. Thì đây là ở bên trong xe này các bạn. Đó. Xe mình vô mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, thì xe này cũng có chìa khóa đồ bấm nút đề các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Đây bên trong nè. Thì xe này là còn zin nha, chưa có trang bị màn hình đồ này kia nha. Đó, có nút đề nè, mở xe nè. Đó. Chiếc xe lắp xịt được cái hai các bạn. Nó mà trước khi mình đề là nó sẽ chạy cái này xuống này nha. Đó, mình tắt nó lên nè. Đó, cái qua lăng á. Đó, quá độc luôn. Đó, các bạn. Thì có người lại coi kìa. Đó, mình sẽ mở máy cho họ coi nha. Đó, thì họ chắc nghĩ chắc cũng là tài xế xe các bạn. Đó. Đây. Đây là họ đang mở máy lên coi nè nha. Đó. Đó. Xe thì động cơ W6 các bạn. Đó, xe là 6 máy nha. Đó, máy móc đồ thì còn nguyên zin hết nha. Chưa có là xe này chưa có đâm đụng gì hết nha, nó chỉ có là hơi chạy xíu thôi. Đó, thợ người ta lại đang coi xe đó. Đó, thì mình đang review thì cũng may là cũng có người lại xem xe. Đó, xe này thì về gì có việc đổ xăng là chạy thôi. Đó, họ thâm nhớ rồi kìa. Đó, các bạn thấy không? Đó. You like it? No. Thay thổ, thay thổ. Đó thì mình cũng không rành tiếng Anh nữa. Nên em nó vô nó hỏi anh chơi bán bao nhiêu nha. Ủa, coi giấy tờ nha. Đó thì trong thời gian này mình sẽ mở cốp xe cho các bạn xem. Đó, thì cũng may mắn đang review để bán cho chú thì cũng có người lại mua. Đó. Ok. Đó. Vô người ta coi xe các bạn thấy không? Ta kiểm tra số number này kia nè. Đó. Đó. Đây là chìa khóa chiếc xe nè các bạn. Nó thấy không? Sang trọng các bạn, lách xịt làm cái chìa khóa thấy sang trọng quá hả? Đó. Mâm đồ xi inox hết luôn. Đó thì họ đang coi giấy tờ nè. Đó, giấy cái thay thầu xe coi có bị trong đó có bị đụng gì không đó. Đây. Đó. Đây là nè các bạn thấy không? Đó, họ đang coi có giống cái số sườn số máy của xe không đó. Đó, số đó họ đang cài số sườn xe nè các bạn. Đó. Đó, number của số sườn xe. Đó, thì đây có hai số nha, số sườn. Đó. Coi có giống không đó. Cái giấy các bạn thấy cái giấy xe đây ngộ không? Giống như một miếng giấy bình thường vậy thôi à, còn đâu giống như Việt Nam phải có cặt quẹt này kia đó, có miếng giấy vậy thôi đó. Giống như giấy kha xanh ở Việt Nam vậy đó. Đây. Từ xa của em nó đây. Đó. Đó đây, trên là đây thì có giá nè. Đây các bạn thấy không? Nó đang bán nè, có giá là 6.000 nè nha. Đó. Thì chiếc xe này nằm ở thành phố Arlington, các bạn có mua thì liên hệ số điện thoại này nha, của chú này nha. Đó. Xe này có giá là bán 6.000 đô nha. Quay cận cảnh với xe các bạn xem. Đó, với xe này nha. Đó, với xe và các bạn thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn á. Thì xe này của thì chú cũng mua lại của người ta thôi.
Đó, thì người này là thợ máy nè nha, thợ sửa xe đó. Họ thấy giá rẻ quá họ muốn mua, thì theo mình thì mình cũng thích chiếc xe này nha. Tại giá có 6.000 đô à, tương đương có hơn 100 triệu thôi à, mà được chiếc xe chạy quá đã luôn rồi. Rồi, bây giờ thì nãy giờ mình quay cho các bạn xem ở ngoài xe này kia, bây giờ mình sẽ lên, mình sẽ lái dẫn các bạn đi một vòng xe vòng nha, để thử coi độ im của xe này như thế nào nha. Đó. Đó. Mình sẽ đi review, phải review từng chi tiết chứ. Đó, mình sẽ lột cái bảng này xuống đi. Đó, phía sau đó các bạn thấy không? Thì cái này là cái da để dán vô thôi các bạn, giống như đựng cho cái ghế da thôi nè, cái trong này bằng da thôi nha. Để cho nó thì ghế này thì cũng hơi chày xíu rồi, nhưng mà với cái giá 6.000 đô thì vậy là quá rẻ rồi. Đó. Đó, thì mình để luôn nha, để luôn mấy cái này đi ha. Tháo ra chút đi ha. Để cho nó thấy tầm nhìn chứ để chạy không an toàn nha. Đó. Đó. Thì mình sẽ review các bạn xem nha. Đó, đây chỉnh ghế rồi, điện tử các bạn, đó thấy không? Xe có mấy ngàn thôi mà 6.000 thôi chỉnh ghế điện tử này các bạn thấy không? Đó, mình bấm lên nè. Đó. Đó, mình thích chiếc lách xịt là biết chỗ nào các bạn. Đó, các bạn nhìn cái qua lăng đó này nha. Lần nữa nha, nó sẽ sụp xuống cho mình nè. Đó. Ồ, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đồng hồ này kia quá đã luôn. Đó, mình sẽ thắt dây an toàn vô nha. Có 6.000. 6.000 bị lách xịt. Trời ơi. Ở Việt Nam mình không nghĩ mà có 6.000 đô mình được lên lách xịt mình chạy á. Nó số được các bạn. Đó, số nè nha. Đó, đây số thì Lexus nó chung một hãng với thằng Toyota các bạn, thì nó là dạng như là thớp của Toyota nha. Đó. Ồ, máy lạnh đồ mát quá, mát luôn, chiếc này lên là mát liền luôn á. Sẽ lái các bạn đi, chở các bạn đi một vòng nha. Đó. Lần đầu tiên là mình được lái Lexus luôn các bạn ơi. Đó. Qua Mỹ mới có khả năng lái Lexus nha, chứ Việt Nam ở Việt Nam với quê chạy xe Honda không à. Đó. Xe này mà ở Việt Nam có 120 triệu là mình sẽ mua đó, để dành chở đi chơi đồ này kia là quá đã luôn. Đó, đạp nè. Ù, sáu máy chạy ngon quá ta. Ù, mình đạp một cái một lên 80 luôn, công nhận xe này mạnh thiệt chứ, quá đã luôn. Ù, xe đi im quá các bạn ơi, đúng là lách xịt có khác. Đó, đi một vòng nữa nha, sẽ đi mình thử cái tay lái đâu nha. Thì chiếc này ta lái rất là im các bạn, nó đầm ghê luôn á, chiếc này ta lái quá đầm luôn. Đó. Im quá im luôn, công nhận thì chứ mình mà không có, mình mà có xe chưa có xe là mua chiếc này chạy quá đã luôn. 6.000 đô chạy đó, thấy không? Trên qua lăng có điều khiển đồ, nút lớn nhỏ rồi nha. Đó, qua trái qua phải nè, thì ở đây thì chỉ việc độ lên mấy cái màn hình đồ cho hiển màn hình đồ, rồi có camera lùi nữa là đẹp thôi các bạn. Tại xe này còn quá là đẹp luôn chứ không có tệ gì đâu. Đó. Đó. Về mua chỉ việc đổ xăng rồi chạy thôi. Dàn lạnh này đã thì chứ lạnh ghê luôn á, mới lên mở xíu mà lạnh quá trời lạnh nè. Đó. Hạ xuống đi. Đó. Lạnh quá trời lạnh luôn nè, đây là mấy cái nút chỉnh thôi nè, đó thấy không. Đó. Thì mình sẽ cho các bạn xem tiếp nha. Rồi, tới chỗ rồi đó, mình tắt, mình cho các bạn xem nè. Đây các bạn, thì đây nè, đây các bạn nhìn thấy cái đồng hồ xe không? Thì ở đây, ở bên Mỹ này á, là các bạn thấy số nhỏ không? Là số nhỏ này là 20 nè các bạn, 20 này là 20 của cây số nha. Còn ở bên đây là 20 mai nè, nè, các bạn thấy không? Nè, 40 mai là tương đương với tốc độ 60 nha. Nếu mà chạy 60 là 100 km/h là các bạn. Đó. Đó thì ở đây là 180 là 120 này nha. Thường thường đường bên Mỹ này cho chạy là khoảng 70 mai các bạn, là khoảng 120 cây số một giờ nha. Ô, 80 là gần 140 các bạn ơi. Sorry. Đó. Các bạn thấy không, đồng hồ đồng quá đẹp luôn nè. Đó. Đó, hiển thị rồi này kia này nha, nó quá đẹp. Đó thì các bạn tiếp tục, thì đây là một chiếc xe Lexus, thì chú cũng có thêm một chiếc nữa nha. Thì chú cũng phải là mua đi bán lại, thì chú lúc trước chú ở Việt Nam mới qua, thì chú mua mấy chiếc xe để đi, nhưng mà bây giờ thì dư xe rồi nên chú bán nha. Đây là chiếc xe thứ hai mà chú định bán nè các bạn. Chiếc này là chiếc Chevrolet nha, chiếc này thì đời cũng đời mấy nha? 2006 nha. Chiếc này cũng dạng 5 chỗ đó các bạn. Đó. Chiếc này bán nhiêu em? Hả? Chiếc này có bán giá 1.800 bạn.
đây đi một vòng cho các bạn xem này. Đó, xe này thì thời đó chắc cũng trang bị đầy đủ nha, mâm đồ xi nóc đó các bạn, nó cũng phải là dân biết chơi xe đó. Đó, rồi mình sẽ vô trong review các bạn xem nha. Đó, đây thì đây là cốp sau nè. Đó, xe này thì bản số hồi thời còn nguyên zin của xe đâu nè. Đó, đây thì mình đó, cốp xe mở nè các bạn thấy không? Nó xe này thích hợp cho mấy bạn mà ở Việt Nam mới qua đó nha, tập chạy xe đó thì mua chiếc xe này về chạy được nè. Có 1.800 thôi. Thì đây. Đây là cái chiếc xe nè. Đó. Quá đỉnh luôn các bạn. Đó thì mình sẽ thử chạy xe một vòng các bạn xem nè. Đó. Ù máy còn ngon quá trời ngon luôn á. Đó, mình sẽ gồ máy lên. Hả? Chưa chạy đâu. Đó các bạn thấy không? Xe này thì chạy được bao nhiêu ngàn mai rồi ta? Anh không thấy cái mai nằm đâu ở cái sao đến này nó để nó chưa có đóng cửa nên nó chưa có hiển thị số mai lên. Xe này thì còn ở trong rất là đẹp các bạn. Đó, em ngồi đây anh đóng cho. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đồng hồ nhìn đẹp quá đẹp luôn nè. Đó. Xe này còn quá đẹp luôn á. Với cái giá này thì hả mua về để dành giống như Việt Nam mới qua các bạn. Với lại mới tập chạy xe thì mua chiếc xe này có 1.800 đô la. Chạy Vivo luôn nha. Xe này cũng còn ngon lắm á. Đó, rồi mình sẽ test cho các bạn xem một vòng nha. Máy lạnh đâu nè. Đây là các bạn, đây là dàn chỉnh máy lạnh đâu nè. Đó, máy lạnh đâu lớn nhỏ đâu nè. Đó thấy không? Đầy đủ luôn nha. CD đâu này kia nè. Có giá 1.800 mà đầy đủ luôn. Nó số là số tự động các bạn. Đó. Nó chạy nha, mình sẽ chạy một vòng các bạn xem nha. Đó, xe này đi. Ở trên có cửa sổ trời nữa nè, thấy không? Chiều chiều buồn buồn bật cái cửa sổ trời ra. Đó. Cửa sổ trời này mình biết sao nó chạy vậy ta. Đó các bạn thấy không? Em nghe thấy hả? Nó mình cũng chưa gần nữa nha. À, nó chỉ hở lên thôi phải không? Nó mở ra được à. Mà. Nhưng mà không, mình không biết đường nha các bạn. Nó cửa sổ trời nha, thôi đại đại nha, mình đó chạy một vòng cho các bạn xem nha. Đó. Đây các bạn thấy không? Đó, xe nè, nó chạy nè, cũng còn ngon lắm nha, mình đạp lên nè. Đó. Ù. Đó, quá ngon luôn. Xe này đi mà là 132.000 mai các bạn. Đó. Thì xe này cũng còn quá im luôn. Có 1.000 mấy à, để thích hợp cho mấy mấy người rồi bạn bè ở Việt Nam rồi, có ai mới qua thì mua mấy chiếc xe này để dành tập lái rồi đi chợ rồi nó không sợ các bạn. Nên mới qua thì cần mua mấy xe cũ thôi. Thì lúc mình mới qua mình cũng mua chiếc xe cũ đó các bạn, mình chạy. Mình chạy một thời gian rồi cái mình chạy cứng rồi cái mình sẽ mới mua xe mới nha. Chứ mới ra thì mua xe mới thì sợ chạy chạy xe nha. Đó. Điên vòng cho các bạn xem. Đó, cạc nước đồ đàng hoàng nữa không? Đó. Không đâu giỡn đâu. Ở Việt Nam có chiếc xe này dành chở bạn gái đâu, đi ăn phở, bún riêu rồi hủ tiếu rồi quá đã luôn. Đó, chạy vòng về nè. Mình đạp ga lên nè. Xe này còn mạnh quá các bạn ơi. Im quá im luôn á. Đó. Thì xe này để dành cho mấy người mới qua là ngon easy luôn, là không có chỗ chê luôn á. Máy lạnh đồ này kia đầy đủ hết. Đó, đầy đủ không thiếu thứ gì cho xe chạy quá im quá đậm luôn á. Đó, đây. Quá đã luôn. Con xe này có mấy chục triệu à. Bó tài luôn, xe anh Mỹ nó rẻ thiệt chứ. Đó, số thì số tự động luôn nha. Xe này về mình trang bị gắn dàn âm thanh đồ màn hình đồ vô camera lùi nữa thôi, chạy Vivo luôn. Nó cũng có cành chô đồ bằng điện tử được rồi thấy không? Đó. Chạy lên chút nữa hả? Dạ. Đây. Đó. Rồi. Xác chưa? Ok. Đó. Ồ. Mới chưa vô số. Được chưa? Rồi hả? Rồi, mình sẽ đi ra quay một vòng các bạn xem nha. Thì mấy bạn nào thích thì liên hệ với chú nha. Số điện thoại nãy vì ở trên xe lắp sạch đó. Đó. Muốn mua xe ít tiền thì liên hệ chú, chú để giá hữu nghị nha các bạn, để dành chạy đi chợ rồi này kia nha. Rồi đó. Rồi thì mình quay hai chiếc xe đó cho các bạn xem, rồi mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nào mình có gì mới mới mình sẽ quay cho các bạn xem. Bye bye các bạn. Bye.